Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với bản tin của Leona Stock. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, do đó mình muốn chia sẻ bằng một cái video để anh chị em có thể tổng hợp thông tin một cách ngắn gọn nhất. Thì hy vọng đó là anh chị em sẽ nhấn nút follow và một nút like để ủng hộ tinh thần của Leona, cũng như đồng thời anh chị em nào có bất kỳ một cái câu hỏi nào các bạn đều có thể đặt dưới comment thì Leona sẽ trả lời các bạn gọi là nhanh nhất có thể anh chị em ha. Không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi qua các phần trong video ngày hôm nay mà mình nghĩ đó là anh chị em sẽ rất là quan tâm. Câu hỏi đầu tiên là về thị trường đang ở đâu trong một pha đẩy giá. Tiếp tục, tin tức STB ảnh hưởng như thế nào? Vấn đề thứ hai đó là chứng khoán có bị thay thế bởi bất động sản hay không? Và câu hỏi thứ ba là về các dòng mạnh nó đang vận động như thế nào? Câu hỏi cuối cùng là về hành động trong tuần tới cho các nhà đầu tư. Thì em nghĩ là bốn câu hỏi này cũng sẽ giải đáp được rất nhiều thắc mắc của các bạn. Thì anh em cứ thoải mái là chúng ta cứ comment, hoặc là nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình một nút like anh em ha. Thì nếu mà các bạn đã đồng hành một thời gian đủ lâu với Leona thì anh em đều biết Leona không phải là một người từ trên đây chúng ta mới nói về thị trường, về câu chuyện tích lũy và uptrend, mà chúng ta đã nói quá lâu rồi các bạn. Bởi vì từ những ngày tháng, từ khoảng là 3 tháng trước, hơn 3 tháng trước mà phải 3 tháng rưỡi đó, là chúng ta đã đề cập với nhau về uptrend. Bởi vì khi đó là các nhà đầu tư người ta đang bận về câu chuyện thị trường là downtrend, là chúng ta đã nói về uptrend. Bởi vì sao? Là thời điểm đó đã có với những con cổ phiếu như là BSI nó chạy ở những vùng này. Để mình khóa ở đây cho anh chị em xem BSI có phải chạy từ những vùng này không? Hay là FTS nó cũng chạy từ những vùng này? Thì những cái thời điểm ban sơ đó chúng ta đã hiểu được thị trường khả năng cao cái thời gian đi ngang này nó không phải là để chuẩn bị rơi nữa, mà nó đây là một thời gian tích lũy. Là chúng ta đã ngầm hiểu với nhau, thị trường đây là đang tích lũy rồi. Thì khi mà một thị trường nó đang tích lũy mà có một cái dòng nó đi lên trước thì đó chính là dòng leader các bạn. Thì đó là lý do vì sao mà trong khoảng thời gian 3 tháng vừa rồi, cái kênh của Leona là chuyên gia tập trung đánh về dòng chứng khoán. Và chúng ta đánh là đánh, không phải là đánh ngày 1, ngày 2. Chúng ta không phải là cầm một cổ phiếu ngày hôm nay rồi 3 ngày sau về cái bán mất. Mà các bạn nào theo dõi Leona lâu thì các bạn sẽ hiểu được là ví dụ những cổ phiếu như BSI, FTS hay là thời đầu chúng ta đánh những con như CTD nữa, đó thì là những cổ phiếu mà chúng ta đã cầm một thời gian quá lâu rồi. CTD hiện tại là chúng ta lãi đâu đó là khoảng 70% mà chúng ta cũng chưa hề bán. Vậy thì với một cái hệ thống phương pháp nó nhìn ra được tính chu kỳ, cũng như đó là chúng ta chỉ cần nhìn được cổ phiếu này đang pha đẩy giá, chúng ta sẽ nắm giữ hết mình, tìm điểm mua rồi nắm giữ. Vậy thì cái đó là cái cách tối ưu nhất để các nhà đầu tư có thể đầu tư được trên thị trường. Nó sẽ làm cho các nhà đầu tư chúng ta không bị hoang mang quá trong những cái biến động ngắn hạn. Chứ còn em nói thật, dù đó là thị trường, các bạn có thể đánh trên thị trường bao lâu đi, nhưng mà ví dụ nhìn trong phiên nó vẫn rất là ghê. Ví dụ trong phiên cuối tuần vừa rồi thôi, khi mà STB nó ra tin tức phát thôi, đó là có phải đó là nhà nhà người người rần rần lên là thôi tôi chốt lại cổ phiếu đây. Bởi vì các bạn nhìn vào cái chạc vấn đi, các bạn thấy là mở gap kinh quá, thế là các bạn bán mất. Thì những nếu như mà chúng ta có cái góc nhìn nó ngắn như vậy, nó bé như vậy, thì chắc chắn các bạn sẽ gặp những vấn đề như sau. Một, ở những thời điểm mà các cổ phiếu xuất phát từ đây, các bạn sẽ không đánh được. Bởi vì những giai đoạn đó các bạn nhìn thị trường, đúng không? Những giai đoạn này em Leona đã suốt ngày lên nói với bạn, đó là thị trường này đang phân hóa, đừng có nhìn thị trường nữa, bởi vì thị trường như một cái nồi cắm heo. Tiếp tục đến những thời điểm sau đó thì tiếp tục đó là các bạn phân tích về cái gì? Ở những thời điểm quanh ở đây nè, bên đây nữa nè, các bạn phân tích về banh phá sản, banh Mỹ phá sản các bạn, rồi phân tích về trần nợ công Mỹ. Thì mọi người luôn luôn quay cuồng trong những cái bài toán tin tức hoài luôn. Còn Leona trực diện vô thị trường, và lúc đó chúng ta đánh được những siêu cổ nào? Đó là VIX. Đây các bạn, những thời điểm VIX chạy đúng cái cây này luôn thì chúng ta là hệ thống chúng ta mua. Và đến những cái cây này là em bán. Cái cây là cái cây bị bán tháo với vol siêu lớn đó là em chấp nhận ảo cổ phiếu VIX, và chúng ta cũng đem lại được một mức lợi nhuận trên 50%. Trên 50% anh chị em. Vậy thì đối với Leona cũng như đó là một cái góc nhìn nó mới như thế, anh chị em hy vọng đó là anh chị em sẽ cân nhắc một chút xíu về câu chuyện đó là chúng ta hình dung lại quá trình của đầu tư chúng ta trước giờ nó có hiệu quả hay không. Và có phải nếu như anh chị em nhìn trong một phiên, hai phiên, ba phiên thì chúng ta luôn luôn bị một trong downtrend á, chúng ta nhìn một hai phiên chúng ta thấy cả cuộc đời nó bỗng đẹp, bởi vì một cái pha down như này bỗng nhiên có những cái cây cân bằng ở đây rồi kéo lên rồi các bạn nghĩ đầy đáy, các bạn nhảy vô bắt là ra đi, đúng chưa? Còn nếu như chúng ta nhìn trong một uptrend mà chúng ta nhìn một hai phiên, các bạn bắt đầu gọi những cái phiên này gọi là cái gì các bạn? Các bạn gọi những phiên này là những phiên phân phối, thậm chí có những bạn vô room em từ những cây này nè, là các bạn đã hô phân phối rồi. Phân phối cái gì mà sau một cái quá trình downtrend 80-90% các cổ phiếu rơi đầm 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 đầm.
rồi sau đó nó cân bằng trong một thời gian vài tháng. Thế bạn kêu là phân phối, vậy tổ chức nó gom hàng ở đâu? Thì với những cái lý lẽ nó cực kỳ chặt chẽ và chúng ta có một cái tầm nhìn đủ lớn, thì khi đó chúng ta đánh đấm nó trên thị trường nó mượt mà hơn rất là nhiều. Chứ còn những cái khó khăn chắc chắn ai cũng sẽ gặp. Có những cái thời điểm mà nó cực kỳ khó khăn các bạn. Đó là gần đây nhất thôi, em nói đến những thời điểm gần đây nhất. Đó là những thời điểm quanh quanh đây này. Khi mà thị trường nhà nhà người người đổ xô kêu nhau đây. Ở đây nhá, là các bạn không gọi là downtrend nữa. Các bạn lên đây các bạn gọi là đây là một thị trường sideways. Do đó nó lên bên trên nó sẽ xuống biên dưới. Và các bạn kêu đó là cái kháng cự này quá mạnh để gọi là thị trường có thể bứt phá. Các bạn lôi đủ nguyên nhân, đủ lý do vĩ mô, cơ bản doanh nghiệp xấu xấu để các bạn phân tích. Nhưng đối với em, một thị trường này nó đã up từ những lần này, đúng không các bạn? Như nãy giờ chúng ta phân tích, thị trường nó đã up đâu đó là từ quanh quanh cuối tháng 3 đến bây giờ là đến đâu đó là giữa tháng 7 rồi. Thì anh chị em tưởng tượng nó tăng 3-4 tháng rồi các bạn. Vậy thì đây là một phát đẩy giá và nó đã tăng giá được 3-4 tháng. Là đâu đó nó hơn một nửa cái đoạn đường trong quá trình up rồi. Và nếu như bây giờ các bạn vẫn còn quay cuồng trong những câu chuyện T cộng ngày 1, ngày 2, phiên phân phối này, phiên bán này, bao giờ thị trường chỉnh, thôi chị bán ra đây, chị đợi chỉnh về, thì chắc chắn anh chị em không sớm thì muộn. Các bạn sẽ nhính ngay những cái cú đỉnh, bởi vì thị trường nó cứ tăng mãi thôi. Đến khi mà các bạn không chịu đựng được rồi, các bạn mới nhảy vô và đó chính là vùng đỉnh. Thì những cái giai đoạn khó khăn như thế này ai cũng hô xấu, hô sập, hô thế này thế kia. Riêng của kênh của Leona luôn luôn vững tinh thần. Đó là khi mà thị trường chỉnh là nơi điểm mua hình thành tốt nhất. Đây là cái bản tin ngày 2 tháng 7 của Leona. Hôm nay là ngày 16, các bạn nhìn những cái ngày 2 tháng 7 ở đâu? Là những quanh ngày này, đúng không? Hoặc là những cái thời gian trước Leona cũng luôn nói thị trường điều chỉnh là để anh chị em tìm kiếm cơ hội. Bởi vì đây là uptrend, nhưng thời đó có mấy ai nghe các bạn? Chẳng lẽ đó là các bạn phải đòi thị trường nó vượt đỉnh các bạn mới tin là uptrend? Vậy chẳng lẽ đó là các bạn đến những thời điểm này các bạn mới mua vào, đúng không các bạn? Chẳng lẽ là những thời điểm này các bạn mua vào? Vậy thì những thời điểm này, những cái dòng leader, những cái dòng mạnh nhất của chúng ta nó đã đi lên được tới đâu rồi? Các bạn nhìn VCI đi, nó đã đánh một đường thẳng tắp đi lên. Nhìn SHS đi, nó đã đánh được những cái đoạn như thế này rồi. Anh chị em quá trễ so với cái cuộc chơi này. Vậy nên một lần nữa tóm gọn lại, thì Verney của chúng ta nó đang ở một cái phát đẩy giá và nó đã đi được hơn một nửa chặng đường. Ngoài ra, nếu mà bây giờ anh chị em vẫn còn có cái đam mê đó là chúng ta đánh T cộng, chúng ta đánh ngắn, thì em đánh giá luôn thời gian tới các bạn sẽ bỏ đánh ngắn. Bởi vì các bạn thấy là đánh ngắn mất hàng. Rồi sau đó các bạn sẽ chuyển qua phương pháp giống em đang đánh, đó là đánh nắm giữ. Tuy nhiên các bạn luôn trễ. Bởi vì sao? Trễ ở đây là gì? Trễ ở đây đó là các bạn sai tính thời điểm. Ở đây ví dụ em mua vào những cái giai đoạn tích lũy của thị trường và các cổ phiếu khi nó mới bắt đầu vô pha đẩy giá. Còn các bạn lại đăm đăm nắm giữ ở một cái pha đã tăng quá mạnh rồi. Thì khi đó khi mà các bạn nắm giữ lâu, chắc chắn là các bạn sẽ ôm nó vào downtrend. Là chính cái thời điểm như thế này của các cổ phiếu rơi đầm 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 như này, chính các bạn sẽ nắm. Bởi vì ở những cái pha up này các bạn bán ra là mất hàng, bán ra mất hàng. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ tương lai nhé, các bạn sẽ hình dung ra một cái phương pháp các bạn sẽ đánh. Đó là cứ chỉnh là mua và nắm giữ. Giống như là bị cuồng tín cổ phiếu luôn. Thì đối với em là không nên. Vậy thì với những cái hành động của thị trường hiện tại em đánh giá, đó là các bạn cố gắng làm sao đó để tìm được những cái điểm mua. Và các bạn ngồi im ru với em từ thời điểm hiện tại, đừng để tương lai rồi chúng ta mới chợt nhận ra nữa. Bởi vì bây giờ thị trường nó đã đi hơn một nửa rồi, anh chị em không có còn quá nhiều cơ hội nữa đâu. Thì em muốn cảnh báo các bạn lại một lần nữa. Và anh chị em nào theo dõi kênh của Na lâu thì sẽ hiểu, đúng không? Kênh của Na chắc chắn không phải là những cái kênh để nói cho các bạn về những cái câu chuyện nó ngắn hạn, không nói cho các bạn về những cái câu chuyện là nó chút ép, mà là những cái câu chuyện về xu hướng, về câu chuyện là chu kỳ, về những cái tính tổng quát đủ lớn để anh chị em có thể có niềm tin để nắm giữ. Và hy vọng với những cái điều kiện đó thì anh chị em sẽ thấy được cái sự khác biệt. Và nếu anh chị em nào cảm thấy phù hợp về mặt tư duy, cảm thấy quá chán và quá mệt mỏi với câu chuyện suốt ngày rớt hàng, suốt ngày hô sập hô sủng đó, thì các bạn có thể về đồng hành cùng Na, cũng như đó là về đồng hành cùng những hệ thống bên Na. Bởi vì trong những thời điểm khó khăn ai cũng hô sập như thế, thì Na là gần như là những người duy nhất nói với các bạn về câu chuyện chúng ta hãy cố gắng lên. Bởi vì ở những cái thời điểm chán nản mệt mỏi như này mới là cơ hội của bạn. Chứ còn lúc ai mà cũng vui, lúc ai cũng thấy thị trường đẹp, cơ hội nó ở đâu? Và ngày nào mình cũng lên động viên tinh thần cho anh em vững tinh thần lên, đoạn này cố gắng tìm kiếm cơ hội đi. Em biết là khó, nhưng nếu như mà đoạn này các bạn không mua, các bạn sẽ lỡ cơ hội. Và nó diễn ra thật. Ở những cái ngày tháng, ở đoạn này này các bạn, ở những ngày tháng này ai chơi xấu. Nhưng mà khi nó bắt đầu kéo lên đây, nó kéo rất là nhanh và mở gap liên tục. Anh chị em thấy ở đây mở gap, đúng không? Buổi sáng này mở gap lại về lớp, xong cứ đòi sáng lên là mở gap hoài như thế. Anh chị em gần như nếu mà đoạn này các bạn không mua được, thì gần như anh chị em đứng ngoài cuộc chơi luôn.
Vậy thì sẽ rất khó cho anh chị em để nhìn những cái biến động ngắn hạn, nhưng ít nhất chúng ta nhìn được về xu hướng. Thì nếu như giống như Na này, Na nhìn về được đây là một uptrend, thì khi mà điều chỉnh Na sẽ tìm kiếm cơ hội để Na mua. Và ở đây liên tục những cái video về điểm mua của Na với các bạn đúng không? Liên tục đấy. Nè, rớt hàng nè, khi nào vừa đi hết chỉnh tung lum la là em đều nói về câu chuyện thị trường đang uptrend cả. Các bạn có thể là kiểm chứng lại cái quá trình em đánh bữa giờ ha. Nè, đây nè, từ những ngày 21 tháng 6 em đã chia sẻ với bạn về đếm phiên phân phối đến bao giờ. Đó, rồi cổ phiếu giảm điểm mạnh, bán hay mua, rất nhiều những cái câu chuyện từ nhiều tháng trước. Thì em hy vọng là với cái sự đồng hành của em, dù là thị trường có lên hay có xuống, Na vẫn ngồi đây trong một thời gian rất dài rồi. Thì điều đó kiểm chứng cho câu chuyện chúng ta là những người đồng hành rất là tuyệt vời với nhau. Thì em hy vọng anh chị em cũng sẽ để lại cho em một cái comment hoặc là nút like để chúng ta động viên tinh thần nhau anh chị em nhé. Rồi tiếp tục là về ý thứ hai của câu hỏi 1, là về câu chuyện STB ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Thì gần đây các bạn thấy đó là, thật ra thì không phải gần đây, mà là thị trường chứng khoán nó luôn đi kèm tin đồn. Bởi vì khi mà có tin đồn này tin đồn kia, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các nhà đầu tư. Và khi mà ảnh hưởng tâm lý, các bạn chắc chắn sẽ đưa ra các hành động cho mình, các bạn sẽ bán ra hoặc mua vào, đúng không? Thì rõ ràng như vậy, thì khi mà STB ra tin như thế, chúng ta nhìn thử STB nó như thế nào. Với em, cái tin tức của một cổ phiếu nó không là cái gì cả. Nó có thể đó là tin xấu, nó có thể là tin tốt, nhưng cái quan trọng ở đây đó là phản ứng của thị trường như thế nào về cái tin tức đó. Chỉ còn em không ngồi đây để phân tích với các bạn đó là câu chuyện của STB là đúng hay sai, là các bạn bán ra STB bởi vì tin đồn là đúng hay sai. Không phải như vậy, mà chúng ta hãy đánh giá trực tiếp vô STB, nó ra cái tin vậy đó. Vậy thì thực sự đó là cái lượng cung, cái lượng bán ra trên thị trường nó như thế nào. Bởi vì dù gọi là cái tin thất thiệt đi chăng nữa, nhưng nó bị bán lớn, nó bán siêu lớn, thì rõ ràng đó là, có phải đó là cổ phiếu nó bị bán quá lớn, nó mất thế đi lên không? Phải không các bạn? Cái lực đu bám nó quá nhiều đến cái nỗi mà ra tin xấu xíu rồi là nó bị bán như điên. Vậy thì với những trạng thái như thế, Leona không bao giờ đi ngồi phân tích cho các bạn tin này là tin có ảnh gọi là tin thật không, tin này có thực sự là ảnh hưởng đến STB không. Không, đối với Leona sẽ trực diện vô đây, bởi vì chúng ta kinh doanh cổ phiếu, chúng ta không phải là chủ doanh nghiệp để ngồi đây đánh giá ha, mà chúng ta sẽ là người kinh doanh cổ phiếu để chúng ta nhìn vào STB này. Thật ra với dòng banh thì em đã nói em không mặn mà lắm đúng không, em chỉ đánh một mình SHB, nhưng mà em sẽ ngồi đây phân tích STB cho bạn. Các bạn phải nhìn ra được một vấn đề, với một cổ phiếu đang tăng này, cái vô nó không tăng dần ha, cái đó là cái đầu tiên về xung lực cổ phiếu, là em thấy nó không có đạt với những điều em mong muốn. Ví dụ các bạn nhìn thấy SHS này, các bạn thấy nó tăng và vô nó tăng dần chưa, các bạn thấy tăng vô tăng dần này. Còn với con STB này, vô đi ngang, sau đó ví dụ các bạn thấy là trong cái nền giá ngắn hạn nhá, nó sẽ có những vấn đề như sau này. Đầu tiên cái cây nổ này lên đi thì không nói gì, tuy nhiên sau đó các bạn thấy là mỗi cây bán là bán lớn nhá, cây này bán lớn nhá, bán là bán lớn nhá, bán là bán lớn nhá, cây này bán rút chân lên, nhưng mà cũng là một cây vốn lớn. Có phải là khi nhả xuống đây lực bán ra rất nhiều không? Thì nó cộng thêm một yếu tố, sau nhiều lần bán lớn ở đây quanh nền giá này, thì đến cái cây này gần như khi tin xấu ra phát, nó đập xuống một phát rất mạnh mẽ. Thì với một cổ phiếu mà bị bán mạnh liên tục như này, các bạn đừng có lao đầu vào. Mình đã cân nhắc và chia sẻ bạn nhiều lắm về câu chuyện của EDG, về VND, APS này kia, đủ kiểu rồi. Với những cổ phiếu bị bán tháo vốn lớn, chúng ta hạn chế để chúng ta đu vào, dù nó có hồi phục lên ngay lập tức. Và tuyệt đối nè, khi mà anh em bắt vào một con cổ phiếu mà đang rơi mà nó lên, thì cái đấy mình không bao giờ chúc mừng các bạn. Bởi vì cái chiến thắng hiện tại của bạn sẽ là cái nấm mồ của bạn trong tương lai. Bởi vì cái phương pháp đó là một phương pháp sai hoàn toàn anh chị em. Và lỡ như các bạn dính vào cú EZ là các bạn đi luôn cái phần vốn đó. Nên chúng ta hạn chế. Và trên thị trường đâu phải chỉ có một mình STB, đâu phải là một mình STB là một con cổ phiếu có thể tăng. Vậy tại sao chúng ta phải tập trung vô? Với STB nó cần thêm thời gian ở đây. Tức là khi mà bị bán một cây lớn như này, nó cần thời gian kiểm định. Ví dụ là nó có thể cân bằng đây, em nghĩ tuần tới đấy có khả năng cân bằng. Cân bằng xong nó sẽ test. Nếu nó thành công nó sẽ lên được lại như VND chẳng hạn, quanh, tức là nó sẽ có khả năng vòng ngược lên, là nó test lên. Tuy nhiên để tí em sẽ phân tích VND sau ha. Tuy nhiên nếu trong trường hợp thất bại thì nó sẽ ra con sell. Tức là sau những cái cây bán nó sẽ cân bằng, nó kiểm tra cung cầu. Xong nếu nó kiểm tra thành công nó sẽ đi lên, còn nếu không thành công nó sẽ rơi tiếp. Vậy thì chúng ta cứ đợi cho những con cổ phiếu như STB nó cân bằng, rồi nó có tiền vào nó làm đủ trò thì tương lai chúng ta tính. Và thêm một yếu tố nữa, dòng banh không phải là một cái dòng cơ hội với em. Và với những bạn nào đang cầm STB ở thời điểm hiện tại, thì em nghĩ đó là nếu có cơ hội các bạn có thể cơ cấu qua cổ phiếu khác dần qua. Chúng ta không nên là nắm giữ một con cổ phiếu bị bán liên tục với những cây vôn khổng lồ như thế này. Các bạn thấy trong cả cái quá trình đánh đấm của nó lên, nổ được những cái cây đâu đó bằng này, tự nhiên cây này muốn gấp đôi luôn. Thế bạn có thể thấy lực bán nó lớn cỡ nào với STB, phải không các bạn? Không, chúng ta đừng phân tích. Đây là lực bán của nhỏ lẻ nên cuối phiên rút chân chưa chắc, chưa biết được các bạn.
không biết được đâu. Giống như rất nhiều người đòi phân tích EDG, đề lực bán của nhỏ lẻ hay tổ chức còn lâu các bạn mới biết. Các bạn phải đợi xem phản ứng sau đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề của FTB ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Thì gần như đó là trong một thị trường tăng giá, khi mà tin tức nó ra, đúng không, thì các bạn thường sẽ có cái hành động như sau. Đó là các bạn sẽ sợ quá và thị trường lên quá rồi, các bạn sẽ cầm hết toàn bộ danh mục ra, các bạn ném, các bạn bán. Đó là một sai lầm trong uptrend. Trong uptrend, một cổ phiếu hoặc thị trường muốn ra đi, nó sẽ phải có sự cân bằng trên. Nó phải, ví dụ nó gãy lần 1, nó lên test lần 2, nó gãy xuống, nó lên, nó test, nó liên tục như vậy. Nên anh em tạm thời đó là chúng ta bỏ qua cái trạng thái chúng ta bán nhanh và bán mạnh như vậy đi các bạn. Mà nếu như các bạn muốn bán thì các bạn hãy xử lý cái con cổ phiếu đang dính phốt trước. Ví dụ như là EDG gặp biến, hãy bán một mình EDG. Hay VND gặp biến, hãy bán một mình VND. Hay STB đây gặp biến, hãy bán một mình STB. Đừng có bán toàn bộ danh mục, để tránh cái tình trạng là một thị trường đang uptrend mà chúng ta không có một tí hàng nào trong danh mục. Thì giống như là các bạn ra trận mà các bạn không hề có một cái gọi là cái kiếm, cái gì hết trơn. Các bạn thậm chí còn không biết võ. Vậy chúng ta đánh đấm kiểu gì? Mà đây là một thị trường uptrend, là nơi duy nhất mà các bạn kiếm tiền một cách dễ dàng nhất rồi. Nói thật, trong một cái chu kỳ cổ phiếu, đó là tích lũy, đẩy giá, phân phối và đẩy giá. Thế có phải uptrend là nơi kiếm tiền dễ nhất rồi không? À, gọi là dễ nhất trong chu kỳ của nó rồi. Nên đoạn này anh em cố gắng tập trung kiếm tiền và đừng bán tháo các cổ phiếu của mình nữa. Và với STB hay bất kỳ con cổ phiếu nào trong thời gian tới, nếu nó có tin xấu, các bạn cũng đừng bởi vì một mình cổ phiếu xấu thôi mà các bạn bán toàn bộ danh mục. Và với em, STB ảnh hưởng như thế nào đến thị trường thì nó chẳng ảnh hưởng mấy. STB chỉ là một cái phần tử quá nhỏ trong thị trường này thôi. Và em cũng không đánh giá STB tin tức đó là thật hay không. Bởi vì cái câu chuyện thật hay không nó không quan trọng bằng cái việc đó là thị trường tổ gọi là phản ánh như thế nào về tin tức đó. Đó, thì đó là câu hỏi đầu tiên của thị trường và STB. Bây giờ em tóm gọn lại, thị trường đang ở uptrend và đã lên hơn một nửa rồi các bạn nhá. Nên chúng ta chú ý, tập trung tinh thần và nhớ follow kênh của em để các bạn có những cái phân tích về thị trường nó sâu sát nhất đến từng chi tiết cung cầu. Chúng ta đừng quan tâm về vĩ mô, cơ bản doanh nghiệp, những cái thứ nó quá xa vời và mộng mị nữa các bạn. Thật sự những cái thứ mà các bạn được xem, được nghe nó quá là mộng mị và nó vẽ ra cho các bạn những cái bức tranh gần như là không tưởng. Nên anh em cố gắng hãy tập trung chính thức và chính gọi là tập trung hết sức lực vào cái thứ mà các bạn nhìn trực diện ở đây. Nếu thực sự nó ngon thì tổ chức nó đã gom rồi. Chứ đừng hỏi đó là sao cơ bản doanh nghiệp nó đẹp mà cổ phiếu nó cứ cắm đầu, hay là cơ bản xấu mà cổ phiếu nó cứ lên. Chúng ta hãy quan tâm, chúng ta là dân kinh doanh cổ phiếu, cái gì trend chúng ta đánh. Tiếp tục là câu hỏi thứ hai, về chứng khoán có bị thay thế bởi bất động sản hay không. Thì đầu tiên chúng ta phải biết chứng khoán là cái gì. Chứng khoán nó là dòng leader các bạn. Nó không phải là một cái con ất ơ đi cùng thị trường đi lên, không phải là cái kiểu nước lên thuyền lên. Mà đây gần như đó là một cái con cổ phiếu dẫn đầu, dẫn đoàn trên thị trường thời gian gần đây đi lên. 3 tháng nó là dẫn đoàn. 3 tháng các bạn, và nó có cái sự gọi là thay đổi cái dòng leader hay không đối với em? Nhiều bạn nghĩ là thay dòng leader nó dễ, thật ra thay dòng leader nó không đơn giản đâu. Muốn một dòng leader nó ra đi, đúng không? Các bạn tưởng tượng là muốn thay đổi dòng leader, nó cần phải có một cái sự xoán ngôi. Ví dụ như là các bạn tưởng tượng trong quá khứ, ví dụ như là cha phải ra đi thì con mới lên ngôi chẳng hạn. Thì cổ phiếu chứng khoán nó phải ra đi đã. Nó phải có những giai đoạn mà tổ chức người ta ôm hàng ở dưới, người ta đẩy giá đã rồi, người ta cảm thấy biên lợi nhuận đủ tốt rồi. Đây là vùng giá tôi phân phối ra, tôi bán ra rồi. Thì khi đó bất động sản may ra mới trở thành nhóm leader được các bạn. Còn không phải đó là cái sự thay thế của bạn cho rằng đó là thế con này cũng đang leader, thế bất động sản lên làm leader. Giống như rất nhiều người, nhiều cân phân tích cho bạn sóng này, sóng kia, dòng nào cũng lên thì gọi là sóng không. Nó có thứ gọi là sóng leader các bạn. Sóng leader là gì? Là những cái cổ phiếu mà thị trường chỉnh là nó kéo, là những cổ phiếu mà khi thị trường đang rơi nó lên, nó giúp cho thị trường có một cái động lực, và nó chính là gọi là một cái tầm nhìn cho thị trường. Và các bạn chỉ cần nhìn vào chứng khoán là các bạn nhìn được chu kỳ thị trường, hiểu không? Thì đó mới là dòng leader. Còn không phải là bây giờ dầu khí lên, nói dầu khí là leader, rồi nói là thép lên, thép là leader. Không, và bất động sản tương tự như vậy. Bất động sản là theo cái kiểu, đối với mình nhá, là một cái câu chuyện thị trường lên, cổ phiếu nào cũng sẽ lên. Bởi vì như này, chứng khoán lên rồi, các bạn không đu vào được chứng khoán, và rất nhiều room mất hàng chứng khoán. Bây giờ chẳng lẽ là đi đu lại chứng khoán trong khi mình bán đâu là giá 10, giờ lên 15 chẳng lẽ đu lại giá 15. Và trong khi đó hồi trước các bạn kêu đó là chứng khoán phân phối rồi, bây giờ chẳng lẽ các bạn đu vào chứng khoán? Cái đó là các bạn nhìn gọi là gần như rất nhiều người có cái nhìn nó cực kỳ là phiến diện vào thị trường, và gần như là các bạn rất là tiêu cực với những dòng đã lên mà các bạn không nắm được. Thì bây giờ các bạn gần như là khen bất động sản chứ khen cái gì nữa. Thì đối với mình, trả lời câu hỏi này, đối với mình chứng khoán có bị thay thế hay không là không. Và bất động sản mình cũng không nói là nó không lên nhá. Nhưng bất động sản đối với mình không phải là dòng leader. Và nếu không phải dòng leader thì mình cũng sẽ không đánh tập trung
Cái đó là điều kiện đầu tiên. Và tiếp theo đó là chứng khoán hiện tại đã phân phối hay chưa, đúng không? Mình nói là muốn một dòng bị gọi là thay thay leader thì ít nhất nó phải có dấu hiệu phân phối, hoặc nó phải tái tích lũy một thời gian rất lâu. Thế bây giờ chứng khoán nó chưa có dấu hiệu gì là phân phối à? Nó không có những cái bán lớn, nó không có gì hết. Vậy bây giờ chúng ta thử đi vô phân tích dòng chứng khoán để xem các bạn nhìn thấy cái gì ở đây. Với những cổ phiếu như là VCI đấy, thì anh chị em thấy đó là nó có cái giai đoạn nào có những cây bán siêu to khổng lồ, bán gì bán to bạn, thậm chí nhá, những cái cây bán ở đây nè nó còn bé hơn những cái cây vốn dưới đây nữa. Anh em thấy được chẳng lẽ nó là cổ phiếu tổ chức nó phân phối bằng những cái cây vốn bằng này à, bằng những cái cây vốn mấy triệu cổ ở đây, nhỏ xíu ở đây hả các bạn? Không các bạn, những cái quá trình này là những cái quá trình đẩy giá rất bình thường, và các bạn thử mở chặt tuần lên xem, các bạn sẽ thấy đó là các bạn bỏ lỡ rất nhiều thứ ở đây. Đó là với những cổ phiếu như VCI, một cổ phiếu đang đánh lên mà chưa có những dấu hiệu cân bằng phân phối. Các bạn sẽ thấy gì ở đây? Các bạn sẽ thấy gì ở đây? Một cái quá trình đẩy giá và càng ngày tăng giá càng mạnh. Đây là chạc tuần các bạn. Nên là các bạn thấy những cái tuần ở đây mặc dù nó tăng giá, mặc dù tăng giá này, nhưng nó là cái kiểu xây nền đi lên, nền 1, nền 2, nền 3. Thành ra những cái tuần ở đây các bạn thấy nó chậm, các bạn chê. Nhưng mà trong cả một cái quá trình nó đi lên, các bạn sẽ thấy gần đây khi mà nó đã bắt đầu nó vượt được cái đỉnh này, nó bắt đầu mở biên để nó chạy. Tức là ngày càng chạy mạnh hơn. Và không dừng lại ở đây đâu. Bởi vì sao? Các bạn nhìn lại quá khứ nè. Một cổ phiếu khi nó càng lên cao nó càng chạy mạnh ha, anh chị em sẽ thấy nè, càng lên cao nó càng mở biên chạy lớn nè. Trong những tuần này nó tăng bao nhiêu điểm ha? Trong những tuần này các bạn thử mở ra, các bạn sẽ xem thấy nè, những tuần này nó tăng khoảng 14 điểm. Nhưng lên những tuần này các bạn xem nè, nó tăng bao nhiêu điểm. Đó thì đó mới là cái câu chuyện mà các bạn cần quan tâm. Tức là một cổ phiếu ví dụ ở dưới đây tăng ít nè, nhưng càng lên trên những cái đoạn này các bạn thấy tăng gớm không, tăng kinh khủng không, thì đó mới là những cái đoạn tiềm năng mà chúng ta cần hướng đến. Và bây giờ nó chưa có, nó chỉ mới có đâu đó là một đến tuần thứ hai thôi, mới được 2 tuần nên chưa có gì là gọi là kinh khủng đâu các bạn, nó chưa có là gì hết. Vậy nên chúng ta sẽ chờ đợi những cái giai đoạn mà nó tăng tốc thật nhanh, đó là gần là pha cuối của một cái quá trình đẩy giá, đúng không? Như mình nói là bây giờ nó đã hơn 1/2 rồi, thì chúng ta chờ đợi những cái nhịp nó đánh nước rút như thế, nó chạy nhanh như thế rồi sau đó tiếp tục. Đó là nó phải có những cái pha nè, các bạn thấy vốn siêu to mà giá không tăng được, vốn siêu to mà giá không tăng được, đúng không? Thế bây giờ nó có không? Không, không có các bạn, chả có. Chả có gì ở đây cả. Những cái tuần giảm điểm vốn còn bé hơn. Thì với những trạng thái này hiện tại của dòng chứng khoán, nó chưa có dấu hiệu phân phối. Và không chỉ một mình ở VCI, thậm chí những con cổ phiếu như VSI, những con cổ phiếu mà nó gọi là tăng đầu đó, những con cổ phiếu gọi là các bạn kêu là penny đánh thì rủi ro đó. Đó, thì hồi đó ai kêu penny đánh rủi ro các bạn, chán đời luôn. Thế thì với những cổ phiếu như BSI, nó cũng là hấp thụ đỉnh nè, hấp thụ lần 1, nâng nền hấp thụ lần 2. Mình nghĩ những con cổ phiếu này vẫn có thể lên cùng dòng chứng khoán. Vậy thì nói tóm gọn lại nhé, thị trường hiện tại của chúng ta ha, và câu chuyện của chứng khoán nó có cái gì? Với dòng chứng khoán hiện tại thì nó chưa hề bị phân phối. Và nếu như bạn đang nắm giữ dòng chứng khoán, hãy nắm chặt tay hết sức, bởi vì nó là một trong những cái dòng mạnh nhất thị trường rồi. Nếu như các bạn bán những cái con cổ phiếu mạnh nhất, các bạn mua gì? Các bạn mua cái gì phải không các bạn? Thường thì chúng ta sẽ có cái tâm lý đó là những cổ phiếu lên cao quá các bạn sẽ bán đi, đổi những cái cổ phiếu mà nó chưa lên. Nhưng các bạn sau này các bạn đánh nhiều, các bạn sẽ thấy nó là thảm họa. Nó sẽ là thảm họa. Mình sẽ chỉ cho bạn một cái những cái ví dụ ở đây nè. Những cái ví dụ ở đây khi mà mình đánh những con cổ phiếu về dòng bất động sản ở những cái nhịp gần đây nhất thôi, chứ mình cũng không có lấy ví dụ xa. Mình sẽ không nói giống y chang như vậy, nhưng mà đây cũng là một trường hợp các anh chị em nên cần quan sát rất là kỹ với những trường hợp ở đây nè. Khi mà đất xanh nhá, đây là đất xanh, mình khóa cái đoạn này. Cái đoạn mà đây là cái đoạn mà đất xanh nó gần như nó đánh lên cuối cùng rồi, bởi vì bên đây là HHV. Đoạn đó mình đánh HHV được 30%, trong khi thị trường hô là Tết sập đó bạn. Mình đánh được 37%. Thì đây là HHV đã tăng giá bằng ngày, ANV nè. Với những con như ANV nó cũng đánh nè, đánh hết rồi bạn, gần như cổ phiếu nào. Nhưng mình nhớ HSG cũng đánh đó. Đó, cũng đánh nè các bạn, mình đánh được hết những cái đoạn này của thị trường và gần như không ai đánh được nhá. Rồi đó là cái đoạn trước đây, còn đất xanh không lên. Đúng không? Đất xanh bất động sản cũng không lên các bạn, không lên, không tích lên. Thì sau khi mà nó có những cái phiên tăng giá ha, tăng giá nhẹ nhẹ phát nó gãy. Hay nó tăng được tí à, nó là những con tăng cuối và nó tăng được tí à, nhìn cũng mạnh lắm các bạn, nhìn cũng gọi là nhìn cũng số lắm, nhìn cũng cháy. Đây, tăng 5% mấy, lên đây tăng tiếp 3% mấy, chạc đẹp như mơ, gãy cái đùng một phát, đánh sàn cái này luôn các bạn sẽ thấy nó kinh khủng đến mức nào. Đánh sàn cái này và rơi rất mạnh về dưới luôn. Đó, và những con cổ phiếu như HHV là có rơi không? Cho các bạn xem, nó rơi ha, nó cứ giảm nhưng nó giảm rất nhẹ. Còn cái con đất xanh các bạn thấy nó giảm cỡ nào không bạn? Giảm cỡ nào bạn? Thì với những trạng thái đó thì đối với mình, những cái dòng lên sau theo cái kinh nghiệm đánh của mình là sẽ có nhiều cổ phiếu nó vẫn lên được. Nhưng mà để nói đó là nó có hơn được cái cổ phiếu leader ấy không? Thường là nó không.
thường là nó không luôn. Và mình nói thật với bạn, lâu lâu những cái dòng yếu yếu mà nó lên, nó còn là một cái tín hiệu cảnh báo điều chỉnh của thị trường. Do đó thì chúng ta cũng hạn chế là chúng ta sẽ đổi cổ phiếu của dòng mạnh, những vị thế mà các bạn lãi lớn để qua đánh bất động sản, trừ một số trường hợp. Đó là anh chị em của chúng ta, đó là các bạn, gần như đó là các bạn không mua được hàng nào và bây giờ các bạn tay trắng đánh giặc, tay không đánh giặc. Thì với những trạng thái đó thì chúng ta cũng có thể là tìm kiếm một chút cơ hội đâu đó ở dòng bất động sản để xem lần này bất động sản có khác hay không, khác so với những cái ví dụ mà trước đây hoặc là kinh nghiệm mình đánh hay không, thì nó có khác không. Thì mình vẫn lấy một vài con cổ phiếu bất động sản cho những cái khách hàng gọi là vô sau của room của mình, để hy vọng đó là anh chị em cũng có một cái cọc để anh chị em nắm. Chứ không thì bây giờ là trong một thị trường up mà không có con cổ phiếu nào thì cái đó là rủi ro của các bạn, đúng không? Rủi ro của bạn, thị trường đang lên, bạn không có cổ phiếu nào, có phải là bạn đang nằm ngoài cuộc chơi không? Và gần như đó là bây giờ bạn không vô thì tương lai nó kéo nữa, lỡ như nó kéo luôn thì anh chị em ở ngoài luôn, khó. Vậy thì bây giờ với dòng chứng khoán và bất động sản, mình nói đó là chứng khoán nó chưa vô đoạn nước rút, nó còn một cái đoạn tăng giá rất là mạnh nữa, sau đó nó còn phải có những cái pha cân bằng nữa. Thì bây giờ nó chưa có các bạn, thì nếu mà chưa có như thế, chúng ta phải cầm nắm nó một cách mạnh mẽ, bởi vì bán ra là mất hàng, đúng không? Còn bất động sản thì một số cổ phiếu bất động sản nó vẫn có khả năng lên các bạn nhá. Mình nói đó là để cả dòng nó lên thì mình không chắc, nhưng nó sẽ có một vài cổ phiếu có khả năng đi ngược được và nó có khả năng lên của dòng bất động sản. À, ví dụ như những con như là TCH, DRH, tí mình sẽ phân tích kỹ hơn. Rồi mình sẽ qua một cái câu hỏi thứ ba, đó là về các dòng mạnh. Thì mình nghĩ là cái phần này các bạn sẽ rất quan tâm. Ngoài ra thì anh em có thắc mắc về cổ phiếu nào, các bạn cứ để lại dưới cái comment với mình, thì khi đó mình sẽ trả lời anh chị em. Và những anh chị em nào chưa tham gia vô cộng đồng của mình thì bạn cũng có thể là ấn tham gia. Với những cái ví dụ như là ở những video này các bạn có thể tham gia nè. Ở dưới nó sẽ có một cái phần, đúng không? Thì các bạn có thể tham gia những cái đường này, hoặc là các bạn có thể là liên hệ số Zalo của mình anh chị em ha. Đó là về câu chuyện để liên hệ với mình. Và anh chị em nào thấy phù hợp với câu chuyện đầu tư, các bạn cứ nhắn tin cho mình để chúng ta cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau đầu tư ở những thời điểm khó khăn nhất. Gần như đó là mình là người đồng hành của các bạn ở những thời điểm như thế này. Thời điểm này nè, là cái thời điểm mà mình livestream không gọi là nhiều nhất trên cái TikTok, nhiều nhất luôn đó các bạn. Ở những thời điểm này thì đơn giản nói anh em dữ hàng. Thì gần như thời điểm đó thì broker là nghỉ như rả rạ, nhưng thời điểm đó đến thời điểm hiện tại chúng ta cùng nhau chinh chiến trên thị trường bao nhiêu thời gian rồi mà chúng ta vẫn ở đây, dù khó khăn hay là vui vẻ chúng ta đều đồng hành cùng nhau. Thì hy vọng là những cái năng lượng mà Lena chia sẻ sẽ được chạm đến tất cả anh chị em của chúng ta. Để anh chị em nào cảm thấy phù hợp thì có thể chia sẻ cho bạn bè ở những cái video này các bạn ha. Tiếp tục câu hỏi thứ ba, các dòng mạnh. Thì đầu tiên sẽ phải là dòng chứng khoán. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng sẽ ngồi lại một chút để phân tích kỹ hơn về dòng chứng khoán nào. Hôm nay thì mình mới chia sẻ đơn giản trên đây, đó là chứng khoán chưa hề bị phân phối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô sâu sát hơn một xíu về câu chuyện của dòng chứng khoán. Thì với những cổ phiếu như là VCI hay HCM, có bạn nào nhớ những cái thời điểm này không? Là những thời điểm mà chúng ta mua tấp. Tức là sau này khi mà các bạn vô room mình sau thì bạn được mua ở những cái điểm này, ở những cái cây khi nó dốc ngược này trên thị trường kêu upturn, bạn không sao nổ lại bình thường, đúng không? Rồi hay là những cái đoạn cây này là mình cho mua luôn các bạn, mình mua cho gia tăng luôn, bởi vì mình thấy xung lực cổ phiếu đang đẹp và đây là nguyên một cái vùng kháng cự rất mạnh của nó. Sau khi nó lên, nó chạm, nó rũ bỏ thành công, kiệt vô, nó kéo lên thì không có việc gì mình không mua cả. Mặc dù mua càng trên cao rủi ro càng lớn, nhưng đây là một dòng leader và mình cũng không muốn anh chị em vô sau chúng ta thiệt thòi, nên mình cũng luôn cố gắng tìm những cái điểm vô cho anh chị em. Vậy nên là anh chị em nào cảm thấy phù hợp chúng ta cứ liên hệ đầu tư, bởi vì em sẽ luôn cố gắng hết sức để đồng hành cùng các bạn ha. Chúng ta sẽ không phải đó là ngày nào cũng nhắn tin riêng cho nhau không. Đối với em thì chúng ta sẽ luôn đồng hành bằng cái cách đó là đào tạo. Đào tạo với hệ thống của Na là Na luôn cố gắng đào tạo này, cố gắng chia sẻ kiến thức. Và bạn thấy gần như trên live là Na có gì là Na chia sẻ cho bạn hết, chứ không giấu một cái gì hết. Bởi vì dù sao chúng ta cũng sẽ là những con người và chúng ta luôn có thiếu sót và phải học hỏi mỗi ngày thôi. Em cũng vậy các bạn. Nên chúng ta cố gắng gửi Na một nút like, cũng như là thể hiện tinh thần anh em luôn muốn học hỏi mỗi ngày. Với VCI thì với những trạng thái mà khi nó vượt đỉnh và nó bắt đầu có những pha chạy mạnh hơn như thế này thì các bạn cứ nắm giữ. Ngoài ra để kêu có mua được VCI không, em nói cực kỳ khó. Bởi vì như mày các bạn hiểu đó là khi mà một cổ phiếu nó đánh nền chồng nền đi chăng nữa thì bây giờ nó đang gặp những cái vùng kháng cự tương đối mạnh như này, và nó đã qua những cái điểm mua gần nhất, những cái nền gần nhất ở dưới đây rồi, bây giờ nó tăng thẳng đứng như này, không thể nào kêu các bạn mua VCI được. Gần như đó là bây giờ các bạn nhảy vô mua ông nào cũng có lãi hết, thế có phải là ông thích là ông ném vào đầu các bạn không? Thì nó rất khó anh chị em ha. Cộng thêm yếu tố vừa đi đang mở gap liên tục, anh em hạn chế mua mới với những tài khoản margin. Dự với những tài khoản đó mà các bạn đang còn gọi là có tiền mặt mà còn nhiều tiền, các bạn có thể là ok tôi sẽ đánh cược bởi vì tôi đã bỏ lỡ rồi, bây giờ tôi có thể đánh cược một chút và quản trị cho nó kỹ là ok. Còn với những tài khoản margin là tiền các bạn mượn và chúng ta đã có hàng sẵn rồi các bạn, nên là chúng ta tham thì tham vừa phải,
để chúng ta biết đường, để chúng ta dừng lại. Bởi vì margin đôi khi bạn dính những cú điều chỉnh của thị trường, các bạn sẽ thấy ngồi run cầm cập luôn, bạn không dễ dàng với những tài khoản margin đâu, đánh margin nó không dễ. Vậy nên là chúng ta gọi là lượng sức mình với những cổ phiếu như VCI hay là HCM đánh cùng form thì nó đã ở những vị thế nó cũng tương đối là cao rồi, nên mình sẽ không khuyến nghị cho bất kỳ anh em nào mà đu vô những cổ phiếu như này nữa. Nhưng để hỏi đó các bạn có giữ được hàng hay không, các bạn vẫn có thể giữ vô tư, bởi vì cái xu hướng nó giữ rất là mạnh mẽ như này. Các bạn thấy là ở dưới này mình nó không hề sai đâu, anh chị em sau này có thể kiểm chứng là đây là một cái đoạn tăng giá, mặc dù là uptrend đi nhưng mà nó tăng giá rất là lải lải, nhưng mà chuẩn bị những cái thời điểm trên này, càng ngày nó càng dốc thẳng đứng lên, thế phải biên tăng giá của các bạn ngày càng nó mạnh hơn không? Nếu như là anh em không giữ được thì tương lai có thể nó tăng mạnh hơn nữa, anh em cũng chỉ là đứng ngoài và nhìn ngắm nó thôi. Rồi đó là một form. Còn về cái con MBS là một con cổ phiếu em đánh giá là có khả năng là đi giống những con như VCI, tức là bây giờ này, với những cổ phiếu như MBS nó đang hấp thụ đỉnh, nó cũng có những cái cây nổ phèo nó rất giống nha, sau đó nó tăng ngược trở lại cái thời điểm này nè. Đó là em nhớ đó là có anh chị nào ở trong room VIP cũng nhắn tin cho em ấy, em nhớ là như thế. Đây nè các bạn, đó anh có nhắn tin cho em là con MBS fail rồi, bởi vì cái cây nổ đó nó bị fail các bạn, hàng về cho bán hết luôn em nói đơn giản, cứ từ từ anh nhé, đợi xem hàng về thế nào, anh thấy visa cột đầu không chân nên phải xem mấy phiên tới đó. Đối với em thì em không đánh giá cổ phiếu vào một phiên, trừ khi nó bị bán siêu lớn như con VIX hay VND thì em xin phép là thua, em sẽ xin phép là em chạy trước cái đã, bởi vì đó là lực bán quá lớn. Nhưng ngoài ra những cái cây khác thì em sẽ xem xét nó một cách kỹ càng, chúng ta không nên vội vàng với các cổ phiếu. Và cũng lời khuyên cho anh chị em đó là chúng ta đầu tư mà, chúng ta cứ từ từ một chút. Từ từ ở đây không có nghĩa đó là các bạn không đưa ra quyết định, mà từ từ ở đây đó là chúng ta bình tĩnh lại để nhìn cổ phiếu nó vận động, tránh cái tình trạng đó là lên thì vui quá, vui vẻ full margin, cái xuống phát sợ, ngồi run cầm cập rồi trách móc đủ thể loại hết, trách móc bản thân, trách móc là sao ước gì hôm qua tôi bán tôi không mua thế này. Thì anh em hạn chế lại để chúng ta có thể có một cái cảm xúc nó cân bằng hơn, thì khi đó chúng ta đầu tư nó hiệu quả hơn các bạn, và tránh cái tình trạng đó là chúng ta sẽ bị tâm lý quá nhiều ha. Thì khi mà tâm lý quá nhiều á thì chính chúng ta là người bị ảnh hưởng thôi các bạn, bởi vì thị trường này nó luôn lợi dụng những cái tin tức để nó đạp các bạn, như STB đó, thì nó cũng làm cú rũ phát, anh chị em run tay, anh chị em bán đã bất. Đấy, với những cổ phiếu như MBS các bạn cứ nắm giữ thoải mái, nó mới lên thôi, và gần đây nó bắt đầu mở biên chạy tăng nó mạnh hơn. Anh chị em thấy là ở đây này một cái xu hướng này, nó lải lải nhưng càng lên cao nó bắt đầu cái xu hướng nó càng khép lên này. Với những trạng thái này thì chúng ta cứ thoải mái, chúng ta nắm giữ chút, và nếu như trong thời gian tới mà anh chị em muốn mua thì em nói thật cũng không đơn giản các bạn đâu, bởi vì nó quá cao rồi. Ví dụ em đơn giản đó là thời gian tới mà anh chị em muốn mua những cổ phiếu của nhóm chứng khoán chỉ có một cách thôi, đó là đi vốn để quản trị, chứ còn về điểm mua là nó không có. Điểm mua là cách để quản trị cho bạn đó, nhưng mà bây giờ các bạn không có điểm mua nữa, vậy chúng ta phải dùng cách đi vốn để quản trị. Vậy thì những bạn nào về hệ thống bên em sau thì em cũng sẽ tương lai vài phiên tới, đầu tuần sau hoặc là tuần sau đó, em cũng sẽ dùng cái cách đó để em hướng dẫn anh chị em nào cần chúng ta có thể mua. Còn anh chị em nào phun hàng rồi thì thôi, đúng không các bạn, chúng ta sẽ có nhiều cách đánh. Tiếp tục đó là với MBS hay là với những con cổ phiếu gần đây nhất mà em cũng nói trên kênh của em, đó là em cầm con cổ phiếu này từ giá 6 các bạn, 6, bởi vì em đang trọng tâm dòng chứng khoán các bạn. Thì với những cổ phiếu em cầm giá 6 này, rất nhiều là khách hàng của em than trách mệt mỏi, em ơi sao nó 2 tháng đi ngang, em ơi 2 tháng đi ngang mệt quá. Thì với những trạng thái đó các bạn phải hiểu, một cổ phiếu này, đây là cổ phiếu bóc cung, đây là cổ phiếu bóc cung các bạn. Thì khi mà nó bóc cung, lâu lâu đôi khi chúng ta cũng không đọc vị nổi nó đang làm cái gì luôn bạn. Ở những thời điểm này nó cũng có test những pha test điên cuồng này, nó cũng làm cho những lệnh stop bay màu, nhưng đến sau đó nó cũng kéo lên nhưng nó không nổ thành công, tiếp tục rũ phát nữa nó mới lên. Vậy thì chúng ta không thể nào chắc chắn là nó rũ một lần hay hai lần nó mới lên các bạn. Và chúng ta chỉ ở đây chỉ hiểu được đây là uptrend, và uptrend thì nắm giữ chỉ có cách đó các bạn mới cầm được thôi. Và các bạn cứ chê nó là lãi ít, nhưng em cho bạn xem từ giá 6.000 lên đến bây giờ là bao nhiêu phần trăm các bạn. Các bạn đo thử em bao nhiêu phần trăm. Nó gần 40%, nó không ít đâu anh em ạ. Chẳng qua đó là các bạn trong ngắn hạn các bạn nhìn nó nản, nó chán, nó mệt, tài khoản thì không lên. Nhưng mà một cổ phiếu đang uptrend, anh chị em cố gắng tinh thần giữ nó. Cố gắng tinh thần giữ nó, bởi vì nó đâu có cây bán lớn gì đâu. Nó đâu có giống những cổ phiếu như VIX đâu, thà VIX chúng ta bán, em bán em không quay đầu lại bạn. Bởi vì những cổ phiếu như thế này mà bị bán như này, một cái cây thời đại, một cây lịch sử, em xin phép thua luôn. Với những trận đó thì em xin nói say bye là bye đó bạn. Còn với những cổ phiếu như SBS có gì đâu bạn, mới lên, dân chơi mới nổi như thế, cho là thêm thời gian anh em, chúng ta cứ cầm nắm thoải mái. Còn để hỏi nhiều bạn hỏi mua được không, thì thật ra nhá, mua cố thì vẫn mua được, mua cố là mua được các bạn. Nhưng mà
khi mà các bạn đủ hàng rồi, chúng ta bớt tham lại, để tránh cái tình trạng đó là những cổ phiếu mua sau vị thế không đẹp, càng lên cao vị thế càng không đẹp mà. Thế như thế thị trường nó chỉnh một phát là lỗ hết. À, chúng ta phải cẩn trọng vấn đề đó. Đó là với SBS nắm giữ thoải mái tiếp tục. À, ví dụ như là thật ra nếu ai muốn mua rướn nhá, ở những cái vùng giá này các bạn vẫn có thể mua rướn được. Thật sự anh chị em là chấp nhận cuộc chơi, chúng ta có thể là vô mua rướn được với dòng chứng khoán nếu bạn không có. Với những con cổ phiếu như SHS thì đây là một cổ phiếu đang lên. Và nếu như anh chị em gọi là hôm bữa nhiều anh chị em không biết là bạn chụp ở đâu, em thấy là có bạn chụp cho em vẽ cái trend trend line này. À, vậy cái trend line gì đó, không phải cái trend này đâu, cái trend thẳng đứng này đấy, các bạn kêu đó là cổ phiếu này gãy trend đây, các bạn vẽ cái trend cổ phiếu như này rồi sau đó điều chỉnh xuống phát các bạn kêu nó gãy trend, thì em nói thật bạn, các bạn chẳng bao giờ đánh được cổ phiếu, các bạn chẳng bao giờ đánh được đâu các bạn, bởi vì cổ phiếu nó đi lên nó cũng sẽ có những cái pha mà nó chỉnh xuống thì chắc chắn là nó sẽ gãy rồi. Ví dụ đây thủng lên, ôi các bạn vẽ trend như vậy, vẽ trend quá yếu các bạn. Các bạn vẽ trend như thế là nó quá sát sao đến cái nỗi mà không cho cổ phiếu điều chỉnh. Thì nếu mà các bạn đánh nhịn đánh đấm như thế thì làm sao cổ phiếu lên được? Ví dụ bây giờ các bạn nhìn lại con SHS này, các bạn có còn chơi chậm không? Không, sao chơi nữa, lên quá rồi. Nhưng mà ở thời điểm này, những thời điểm khó khăn này, ai nhìn cho bạn được ra là SHS có tiềm năng. Đó, thì hệ thống bên Na là những người gần như là đầu tiên nắm giữ ở những vị thế dưới như này. À, thì em hy vọng là với những cái câu chuyện đồng hành đó, các bạn sẽ hiểu được tâm ý của Na. Còn Na là một người không xoay phí các bạn. Tại sao lại Na cứ nói nắm giữ đi, trong khi là Na không được một cái đồng lợi ích nào từ các bạn, bởi vì các bạn có quay phí đâu, nhưng mà vẫn kêu bạn cầm, bởi vì rõ ràng cái điều đó tốt cho các anh em, chứ không vì lý do gì khác. Nên anh em cứ cầm nắm đi các bạn đừng bán ra. Có nhiều SHS đang gặp một cái cảm này, thành ra lên rũ xuống lên như này, em nghĩ nó cần thêm một gọi là tuần tới hoặc thời gian tới, em nghĩ em kỳ vọng con này có khả năng bức đỉnh, sẽ có kỳ vọng nó bức đỉnh, còn để kêu là nó sẽ phân phối ở đây chưa thấy dấu hiệu phân phối ở đây. Đâu, cây nào phân phối các bạn, cây nào phân phối, chưa thấy được cái cây nào phân phối ở đây cả. Vậy nên anh em cố gắng nắm giữ, chưa có gì xấu. AGR cũng tương tự, AGR thì nhiều người kêu nó chậm, không chậm. Chậm gì các bạn, một cổ phiếu đánh lên là trần như này các bạn kêu chậm, đó là một sai lầm của bạn. Các bạn mua vào rất kỳ vọng là một cổ phiếu ngày phải tăng, ngày phải tăng. Và kiểu như là tôi muốn ăn gọi là 20% trong 3 ngày. Đôi khi bạn hơi màu hồng về thị trường và các bạn nghĩ là đây là một thị trường cứ vô là giàu, không có. Và đây là một thị trường kiên nhẫn, ông nào kiên nhẫn hơn thì tiền sẽ về túi ông đó. Còn những ông không kiên nhẫn đánh T cộng, em biết kiểu gì tương lai cũng kẹp hàng. Cái đấy là em ngồi đủ lâu trên thị trường để nhìn ra được những ông như thế. Nên là các bạn suy nghĩ lại một chút. Rồi đó là về tình hình chung, AGR cũng là một cổ phiếu đang lên thôi. Còn để bây giờ hỏi mua mới căng, căng thật các bạn, nó không có cái điểm nào để cho các bạn mua mới ở đây nữa. Đây là cái điểm em mua ráng AGR. Em mua ráng các bạn, nhưng mua cố gắng cho những anh chị em nó không có hàng nữa thì chúng ta mua ráng. Thì bây giờ chúng ta không thể nào mà mua được các bạn, bởi vì rất khó các bạn ha. Và cái phiên test này nè, khi mà test xuống vô nó hơi to, thành ra là em cũng không đam mê cho bạn mua mới ở những cổ phiếu như thế này nữa. Tuy vậy thì nó đang là một cổ phiếu đang lên. Vậy nên anh chị em chúng ta hạn chế là chúng ta sẽ bán ra hay chúng ta sẽ gọi là đảo hàng này kia. Em không muốn các bạn đảo hàng trong giai đoạn này. Bởi vì đồng ý có một cái câu đó là nếu mà biết con cổ phiếu kia mạnh hơn chúng ta nên đảo qua. Nhưng bạn phải hiểu không phải lúc nào các bạn đảo được hàng. Và đây không phải là một cổ phiếu yếu, đó là điều mà các bạn nên suy nghĩ. Đây không phải một cổ phiếu yếu, và những giai đoạn mà các bạn nên đảo hàng là những giai đoạn khó khăn. Ở những cái giai đoạn mà khi mà thị trường rũ xuống này và anh em nhìn thấy được cơ hội anh em đảo đó. Chứ không phải là khi một cổ phiếu đang lên rầm 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 rồi các bạn mới nhảy qua là bạn đảo, không nên nhá. Đó là sơ lược một vài cổ phiếu của dòng chứng khoán. Thì gần như em thấy là dòng chứng khoán gọi là để kêu là bắt buộc nó phải tăng ngay, tăng mạnh, tăng thế này thế kia, em nghĩ thời gian tới sẽ có nhá. À, thời gian tới sẽ có đấy, bởi vì khi mà một cổ phiếu càng ngày càng dốc lên này, khả năng thời gian tới nó sẽ còn dốc nữa. Tuy vậy các bạn đừng bắt nó trong ngày 1, ngày 2 phải tăng rầm rầm cho bạn. Còn về điểm mua chứng khoán gần như là qua hết rồi. Tiếp tục một cái dòng mạnh nữa mà em đánh giá với bạn là dòng thép. Thì thép, các bạn nào xem những cái live gần đây của em sẽ hiểu em nói về thép. À, em nói khá nhiều về thép. Về câu chuyện về HPG, HPG là con dẫn đoàn, gần như là lần đầu tiên em thấy HPG dẫn đoàn. Chứ còn thật sự là hiếm khi lần nào em thấy con HPG nó dẫn như này. Về HPG chúng ta sẽ thấy đây là vùng tích lũy. Lần đó thì ai cũng chê, lần đó ai cũng chê chậm đúng không? Nhưng bạn không thể nào chê một cổ phiếu khi mà nó đang tích lũy được. Các bạn phải so sánh nó khi mà nó đang đẩy giá. Chứ còn trong vùng tích lũy thì ông tổ chức nào chả muốn gom giá rẻ. Thì anh chị em lưu ý, tiếp tục với HPG nó đã tăng giá được một đoạn tương đối xa rồi. Thì tăng xa như này, nền giá ở đâu mà các bạn mua? Tức là tổ chức nó đâu có hấp thụ trở lại đâu. Nó chỉ đang cố gắng đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Và nếu như đẩy lên lại, ông nào có lời. Và nếu như lời như thế, ông nào cũng sẵn sàng trong tinh thần thích là tôi ném ra tôi chốt lãi. Thì các bạn nhảy vào thời điểm hiện tại có phải là cái thời điểm mà gần như đó là các bạn hứng hết rồi. Vậy thì thời điểm khi mà cổ phiếu đã điều chỉnh xong, tức là lực bán đó nó qua rồi, anh em mới mua được. Anh em mới mua được. Nhiều khách hàng trách mình, tại sao em ơi ở những cây này không cho chị mua, nó vẫn tăng.
Nhưng cái quan trọng là không có cái nền giá nào ở đây cho bạn mua cả. Thì các bạn nhảy vào rất là dễ rủi ro. Nên là mình hạn chế cho bạn mua những cái điểm như thế. Với HPG bạn nào nắm giữ được vị thế ok, các bạn cứ nắm giữ thoải mái. Tuy vậy để kêu cổ phiếu này nó phải tăng thấp tăng ngay em không kỳ vọng, bởi vì nó đã tăng quá xa rồi. Nó cần phải hấp thụ, thật sự nó rất cần để cái quá trình nó hấp thụ thì may ra anh em mới mua được. Và một cổ phiếu tăng hấp thụ nó sẽ tăng bền hơn. Còn đây một cổ phiếu tăng rầm 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 mà tăng hoài luôn, đôi khi chưa chắc ngon, bởi vì độ bền nó không có và nó không cho bạn điểm mua. Cái quan trọng là vậy đó, bạn nào cầm thì cầm được. Với những cổ phiếu tiếp tục là Hoa Sen hay Nam Kim thì hôm bữa em đã giải đáp với các bạn về câu chuyện là con nào mạnh hơn. Thì thật sự đối với em là đoạn này Nam Kim sẽ mạnh hơn. Nam Kim mạnh hơn bởi vì sao? Nó không gặp cản, không gặp cản các bạn. Các bạn nhìn Hoa Sen nào, cản đây là đỉnh của nó. Thành ra là nó sẽ tốn một tí thời gian ở đây để nó hấp thụ và sau đó có khả năng đôi khi nó lại vượt mặt con Nam Kim đó bạn. Nó có khả năng vượt mặt đấy, bởi vì những lần điều chỉnh của nó các bạn thấy siêu kiệt vốn, thậm chí kiệt vốn hơn con Nam Kim. Thì nếu mà nó thực sự nó vô cuộc chơi của nó thì nó có khả năng mạnh hơn. Tuy vậy các bạn phải để ý nè, dòng này nhá, đôi khi là chúng ta mua ở đâu, chúng ta mua khi nó rũ bỏ này, nó kiệt vô này, tiền vào chúng ta múc đúng không? Tiền vào chúng ta múc là chúng ta múc ở những cái cây này, và những cái cây này em múc Nam Kim không múc Hoa Sen, nhưng nó chạc tương tự. Để em lấy ví dụ cho bạn, đây Nam Kim đây, đó là em mua cây này, sau đó em mua full hàng cây này, đó thì hai vị thì chúng ta mua là sau khi điều chỉnh cân bằng chúng ta mới mua khi có tiền vào. Vậy thì đây là những điểm mua gọi là đúng bài rồi. Tức là đúng bài rồi. Điểm mua này chúng ta cũng mua như thế để ăn những con cổ phiếu lớn nhất, chúng ta đều mua như vậy rồi. Và đôi khi thì các bạn hơi gọi là vội vàng quá, chúng ta muốn mua cổ phiếu tăng phải tăng ngay. Thành ra là khi những cái cây nó đi ngang này, nó hấp thụ này, các bạn không chịu, các bạn đảo hàng ra, các bạn mua những cổ phiếu khác. Nhưng mà sau đó nó lại tăng một cái cây như này, làm các bạn đứng ngoài luôn. Thì em đánh giá đó là một cái sự sai lầm của bạn trong đầu tư đó, một sai lầm rất lớn, bởi vì các bạn không có cái sự kiên nhẫn. Và một cổ phiếu nó đi lên nó cần thời gian các bạn, nó cần thời gian, đâu phải là em cầm con CTD ăn 70% là một ngày, em cầm 3 tháng rưỡi bạn ha. Và CTD là một trường hợp cũng ngoại lệ đó, bởi vì nó tăng giá nó không đủ nhiều đó. Còn phần lớn các cổ phiếu trên thị trường nó không tăng được như vậy đâu, nên anh em càng phải kiên nhẫn hơn. Các bạn muốn thắng lớn, các bạn phải là người có một cái tầm nhìn và cái sự kiên nhẫn lớn nhất. Em nghĩ là ngành nghề nào anh chị em cũng sẽ có những cái tính tương tự, anh chị em mới có thể phát triển được. Thì em kỳ vọng là trong thị trường chứng khoán các bạn cũng sẽ có những cái kỹ năng tương tự như vậy nhá. Với Nam Kim khi mà nó đã lên như này rồi thì bây giờ để hỏi mua không, sao mua được nữa các bạn. Trừ khi ở đây nó có một cái cây nó tăng giá đột biến siêu to khổng lồ, vốn siêu to, may ra bạn đu được. Còn không rất khó mua, bởi vì ví dụ mua ở đây nè, cùng lắm lên đây vớt vát mua tí nữa hết. Còn nếu nó kéo tiếp khó mua, nó thật rất khó bạn mua luôn á, bởi vì nó đã xa nền giá của nó rồi, xa cái quá trình điều chỉnh ai cũng bán ở đây rồi, nó rũ bỏ ở đây, nó cân bằng, nó hấp thụ lại ở đây. Đây là vùng giá tổ chức, tôi chấp nhận tôi múc lại và nó bắt đầu kéo lên rồi. Có phải là các bạn đang trễ tàu không? Thì với những cái trạng thái mà các bạn đang trễ tàu như thế, nhưng mà để hỏi các bạn mua thì gần như nó khó. Con tàu đã đi rồi, bây giờ các bạn đòi leo lên tàu nó khó không bạn? Khó. Vậy nên là em kỳ vọng là cái sự đồng hành của em, các bạn sẽ theo sát một tí để chúng ta có thể đồng hành hiệu quả hơn nhá. Với những cổ phiếu như này thì em nghĩ là đây là vốn tích lũy và đây là mới đầu khởi để giá đó, nên chúng ta cứ nắm giữ để xem là đi được đến đâu. Dòng thép em nghĩ cũng là một cái dòng tương đối mạnh. Tiếp tục, dòng thép em phân tích mấy con lớn lớn đó nha, em không phân tích mấy con kia. Nếu các bạn thích thì bạn có thể comment em sẽ trả lời các bạn. Tiếp tục đó là về một cái dòng nữa, bất động sản khu công nghiệp. Em nghĩ dòng này cũng là một dòng mạnh. KBC, những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu mạnh hết các bạn. Đều là những cổ phiếu mạnh. Bây giờ là xu hướng nó đang lên rồi bạn. Xu hướng đang lên rồi. Thì với những trạng thái những cổ phiếu mà xu hướng đang lên như thế này, chúng ta chỉ có nắm giữ, chả biết làm cái gì hơn. Không biết làm cái gì hơn luôn các bạn nha. Với những trạng thái thì chỉ nắm giữ, không biết làm cái gì hơn. Tiếp tục là GVR. GVR là một cái cổ phiếu mà em đánh giá khá là kinh điển. Rất kinh điển, nó đánh khá đẹp. Nhiều bạn thì trên thì chậm, đối với em chả chậm tí nào. Các bạn xây từ nền giá kéo lên 27%, anh em còn đòi gì nữa bạn? Trong vài tháng, 1 tháng, 2 tháng ăn được 27%, bạn đòi gì nữa đúng không? Với những cổ phiếu này em đã cầm rất lâu. Em săn nó từ những cái điểm dưới đây săn, còn hạ quy mô ra, còn mua lại, còn gia tăng lên các bạn. Lên đây gia tăng lần cuối ở đây nè. Các bạn sẽ thấy được là một cổ phiếu đi lên chúng ta cần thời gian và phải theo đuổi cổ phiếu của bạn như thế nào mới nó mới có thể lên. Bất động sản khu công nghiệp em đánh giá cũng là một cái dòng đang lên, vậy nên các bạn cứ nắm giữ. Tuy nhiên chúng ta sẽ bắt đầu thấy một cái số tín hiệu đây. Khi mà thị trường đi lên, những cổ phiếu này đi ngang mà không lên được. Vậy thì thời gian tới bắt buộc nó phải lên, bắt buộc nhiều cổ phiếu phải lên. Còn bây giờ em thấy trên thị trường nó có một cái dấu hiệu này, em sẽ chia sẻ ngắn gọn bạn, bởi vì nó chưa rõ, nhưng em sẽ chia sẻ sơ lược. Thị trường nó kéo rầm 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 như này, kéo rất mạnh nhưng cổ phiếu không lên. Đây là cổ phiếu không lên,
ha, đây là cổ phiếu không lên à? Hay là với dòng thép thì em đồng ý là hôm bữa nó có cái tăng giá tốt thì tuần sau và tiếp tục tăng giá, còn nếu không nó sẽ bị trạng thái đó là thị trường kéo rất mạnh nhưng cổ phiếu thì không kéo, đôi khi nó sẽ ra dòng bất động sản. Lần trước khi mà thị trường đang kéo mạnh ở đây này, những cổ phiếu bất động sản nó không có kéo, bạn quanh quanh đây này, thì những cổ phiếu bất động sản nó không có kéo, thành ra sau đó nó bị gãy. Những con như sale này, các bạn có nhớ những thời điểm này không, thị trường kéo mà những con này không kéo được sau đó gãy, thì vì chúng ta phải quan sát kỹ hơn trên thị trường là thời gian tới nếu thị trường có kéo tiếp hay không. Nếu kéo tiếp thì gần như là điểm mua trên thị trường mình nói là rất ít rất hiếm rồi các bạn, kéo mở gap liên tục mà, là điểm mua đã qua từ lâu rồi, qua từ những cái vùng mà vernier nó ở đây nè, điểm mua nó xuất phát sau điều chỉnh đúng không, thì gần như là điểm mua gần như nhá, em không nói toàn bộ điểm mua nhưng gần như nó đều kết thúc ở những cái pha này, đó là điểm mua ở đây và nó kéo liên tục lên như này anh em bị trễ thì không có điểm mua trên thị trường là cái đầu tiên. Và cái thứ hai đó là nhiều cổ phiếu thị trường kéo mà nó không tăng thì đó là một cái dấu hiệu nó tương đối là chúng ta phải quan sát, chứ em không nói là các bạn phải bán tất cả cổ phiếu ra, cái đó là không phải nhá. Rồi một cái dòng nữa ví dụ như là bán lẻ thì các bạn khen rất nhiều, em cũng đồng ý dòng này rất mạnh, em phải khen nó nhá, đây là một dòng mạnh thì giờ thời gian tới nếu nó có trạng thái hấp thụ được thì may ra chúng ta mới mua được, còn một cái dòng mà nó kéo thẳng tắp này không biết mua đâu, thật sự không biết mua đâu. Ví dụ nhá, những bạn nào mà gọi là đam mê lắm mua đấy ở những vùng này đó, ok anh em có thể mua những vùng này ok luôn. Còn bây giờ để hỏi mua những cái vùng treo leo đồi đồi núi trên đây không, ông nào cũng có khả năng chốt lãi với đồ em. Và một cổ phiếu nó vượt đỉnh như này có khả năng thường nó sẽ quay về retest, retest đỉnh thì khi đó chúng ta sẽ đánh nhịp sau, có nghĩa là em sẽ không đánh, nhưng bạn nào nắm giữ là nắm giữ được, vị thế dưới đây nắm giữ thoải mái để xem nó lên được đến đâu, giống như bất động sản giống như chứng khoán bạn xem nó được đến đâu. Hay là những cổ phiếu như là dòng đang nói dòng đó mà quên mất em lại mở trà của dòng khác em lại mở trà của dòng khác, hay là MWG tương tự đúng không, MWG của dòng bán lẻ ở đây nó bị lỗi bàn phím bạn nên nó không cho đánh cái chữ W, khổ ghê. Nên chúng ta bỏ qua dòng bán lẻ, em nói tương tự, nói sơ qua đó là với FRT chẳng hạn, thì với những cái dòng mạnh là như này kéo thẳng tắp này em không biết mua đâu, bây giờ nó gặp kháng cự liên tục này, nếu mà nó kéo luôn chúng ta không có điểm mua, không có điểm mua, bạn nào có cái nắm giữ thoải mái thôi, còn không có điểm mua thành ra anh em hạn chế bán ra, bán ra không có điểm mua lại đâu. Không có điểm mua lại đâu. Hay là bây giờ chúng ta sẽ đi qua một dòng khác, đó là dòng bất động sản đi ha. Giờ chúng ta sẽ ngồi thử cùng nhau nói về dòng bất động sản xíu, đó là về HDC đi. Em khá bất ngờ về xung lực con này, bởi vì bỗng nhiên nó kéo được hai cây trần, kéo rất ghê. Đó, đây em nghĩ là sẽ là những cổ phiếu ngoại lệ có khả năng đi lên. Em nghĩ là ngoại lệ những cổ phiếu này có khả năng đi lên, bởi vì xung lực, cái lực đánh ở đây nó quá lớn. Em nghĩ là những con này nếu mà có kéo, dòng bất động sản có kéo lên được, những con này sẽ là những con đi lên khá ổn. Nó khá ổn ha, còn em thì không đánh được nhá, em không đánh. Nam Long, đây là cổ phiếu leader, anh chị em là đánh lâu sẽ biết, con này gần như leader bất động sản. Bởi vì mỗi lần bất động sản đánh, con này lên trước. Bạn nhớ nhịp trước con này lên trước này. Con này cùng con NTL sau con này tí. Con NTL luôn sau con này tí đó bạn. Rồi, cái con có thể đi ngược tiếp theo DRH, nó lên trước rồi. Anh chị em thấy là bất động sản hôm bữa mới kéo mấy con này lên trước hết rồi nhá. Con này lên trước là rũ xuống trước là kéo lên. Mấy cây này sau đó nếu sau cây này nhá, những cổ phiếu như DRH có khả năng nổ lên đây với một cây vốn đủ tốt, các bạn có thể tham gia được. Có thể tham gia được nhưng hạn chế margin mà mua thêm giờ này nhá. Nhắc nhở anh em, DIC với những cổ phiếu như DIC em biết là nó rất nổi, nhưng bây giờ em cũng phải thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của nó xíu. Chỉ ra khuyết điểm của nó xíu, tức là giai đoạn gần đây xung lực của nó chưa tốt lắm. Ví dụ những cái cây này thì hiện tại là những cây đầu tiên tăng giá, chúng ta sẽ cho nó gọi là bỏ qua. Bỏ qua nhưng vài phiên tới nếu nó kéo tiếp bắt buộc nó phải thử kéo tím. Bởi vì đây là tính cách của một con cổ phiếu bất động sản và nhất là con điên như DIC. Em kỳ vọng thời gian tới nó có khả năng nếu nó kéo nó phải tím thì may ra là những cổ phiếu như DIC sẽ mạnh. Còn không thì thời điểm hiện tại thì em vẫn không đánh giá quá cao về dòng bất động sản. Nó sẽ có một vài cổ phiếu có khả năng đi ngược. Ví dụ như là con TCH này nó cũng lên trước, đây cổ phiếu lên trước là nổ trước các bạn. Sau đó cân bằng trước thì em kỳ vọng tuần sau nó có khả năng bứt phá. Đó là với TCH, hay là nhiều cổ phiếu khác như KDH chẳng hạn, nó cũng đã vòng cung hướng lên này. Em kỳ vọng là thời gian tới thì nó cũng sẽ lên. Thì cái đó là cái sự kỳ vọng của em về dòng bất động sản, bởi vì nó cũng về cái mẫu hình nó cũng có, nhưng bị một cái đó là nó bị lên sau thị trường. Thế tức là tính dòng của nó bị yếu hơn nhiều dòng khác. Thì em kỳ vọng là thời gian tới nó sẽ có những cái sự bứt phá để xem là dòng này có một cái sự bước ngoặt là không. Còn với em, cái kinh nghiệm của em đánh trước giờ là em thấy những cái dòng đi lên sau thường không mạnh. Vậy nên là em không muốn ưu tiên cho bạn đánh bất động sản. Đó là lý do anh chị em, hoặc chỉ những bạn nào vô sau hoặc có dư quá nhiều tiền em mới cho bạn chuyển đổi qua đánh bất động sản thôi. Còn bây giờ vấn đề của thị trường như thế này. Vậy thị trường nó sẽ có những cái vấn đề này các bạn cần lưu ý nè. Về thị trường bây giờ đã đi lên 1/2 và gần như thị trường mở gap lên liên tục. Lên liên tục luôn và bây giờ ai cũng đòi biết là uptrend, ai cũng đòi mua hết. Vậy thì em cũng sẽ bật cái chế độ đó là cảnh báo. Cảnh báo đây nó sẽ đưa ra hành động cho bạn trong tuần tới, đó là chúng ta sẽ hạn chế mở môn mới tối đa. Hạn chế mở môn mới tối đa luôn các bạn. Chỉ trừ những bạn nào mà các bạn bây giờ tài khoản toàn tiền,
Họ chưa dùng margin nhá, tức là tài khoản bạn gần như trống trơn, có một hai con cổ phiếu đánh được dưới 50% NAV thì chúng ta có thể là mua gia tăng, mua lên tí để chúng ta cược được với những con cổ phiếu có điểm mua. Còn không những anh em nào mà đã margin rồi. Đó, margin mà trên 0.7 rồi thôi. Margin dưới 0.7 thôi thôi ngồi im chứ em. Chúng ta hạn chế mở mua mới, bởi vì cái phần margin phải là cái phần mà các bạn phải gọi là cái phần mà yên tâm một tí, chứ còn bây giờ anh em cứ gọi là đánh hết margin, full margin lên trong khi chúng ta mua mới một thị trường đang kéo như điên này rồi. Hạn chế hết sức tối đa, nếu như tuần tới nó kéo tiếp các bạn hạn chế mua mới tối đa cho em. À, tại sao các bạn lại cầm cầm tiền nhiều là bạn mua được thì em lại giải thích là bởi vì các bạn không thể tay không đánh nhạc được. Và chúng ta khi mà không có tài không có cổ phiếu trong tài khoản, gần như chúng ta không có rủi ro. Vậy chúng ta có thể nâng mức rủi ro chúng ta lên một tí, cái đó là cái sự khác biệt. Đó, vậy thì ở qua cái video ngày hôm nay cũng là một cái video em nghĩ cũng không ngắn đâu, cũng vài chục phút, thì anh chị em có thể là nắm được một tí tình hình của thị trường. Đó, nó không thể nào là toàn bộ thị trường được, nhưng là sẽ là tinh thần của những cái dòng mạnh nhất, bởi vì đối với em đánh chứng là phải đánh dòng mạnh nhất. Còn những cái cổ phiếu khác gần như nó là phụ trợ thôi, thật sự nó là phụ trợ các bạn. Thì với những cái trạng thái đó thì em hy vọng đó là các bạn cũng có một cái góc nhìn về thị trường. Còn nếu như các bạn không rõ vấn đề nào đó, các bạn có thể là để lại comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho Na. Anh chị em nào mà chưa tham gia những cái hệ thống của Na, các bạn cũng có thể tham gia để chúng ta có thể đồng hành sâu sát hơn với nhau. Xin chào tất cả anh chị em nhé, và hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi livestream. Xin chào mọi người.